mình ở đây từ cho hết ngày. Dù sao nè, mở ra lấy. Ở đâu? Ngăn trước hay ngăn sau? Ngăn giữa. Không chạy vô bông nè. Cô bông có vô hãy làm chụp hình nam. Chụp hình chưa? Chỉ giờ đi một vòng rồi hãy chụp cho. Nó nắng quá sao chị nói. Điện dưới á, có bao dưới nó nhiều thế. Bên đây bông nhiều nè. Ở dưới cũng cái chân rồi mà. Đây. Đó gà đó. Rồi đi. Đi bập qua bên dấu Bắc Hồ bến kìa. Đây nè. Rồi hả bọc xuống dưới. Bác đi xuống dưới đi bọc lên. Ờ con cũng nghĩ vậy. Ờ đi xuống dưới đi. Xuống dưới cho đỡ nắng. Ở dưới mát hơn á, cây. Chừng ngồi anh bông ra đó. Cười lên. Thôi đi xuống mát mình chụp hình.
mà đi vô mát, đi vô trong kia thấy hồi mình phải quay ra đây. Nắng lắm ông ơi, mà che kính mít cho ông ơi. Trên xe bét ra là làng hoa. Nắng không? Đi vô trong đó kìa, trong đó đẹp lắm kìa. Cây bao có cây mát. Chừng nào mát, chừng nào trời mát hả ra đây. Vui lắm, này đi tới chiều mới về, tới chiều nó mới vui lắm ơi. Giờ sáng thì nắng, vô trong đây thì mát lắm nè, vô trong đây cây dữ lắm nè, mà trước nè. Hồi quay lại đi vô đây mát hơn kìa, ta đi vô kìa. Giờ này ta vô trong đây mát hơn. Hồi thấy ra quán trường. Đi trước đi nè. Đi đại đi, ta chụp đấy. Dạ, mơn Út. Để cho cầm dù cho Nam. Chụp đi. Áo ra đưa cho cầm cho. Đây. Mẹ cởi không? Không, đưa áo cho anh đi cho cầm cho. Uống nước suối đã đi.
cho mày phải đưa cái mặt ra ngoài đây nè, chụp nè, dính cái lá này lên đây nè. Dính bông này nè. Cậu kìa. Đây. Ai ra có gì đâu. Rồi mặt quần sọt ở đâu? Đó. Ừ. Đứng ra giữa cầu đây chụp. Trời đó bông đó đẹp đó.
ông hay là hỏi? Che ông hay là hỏi?